thoại, tai nghe, tivi, loa, máy tính, vòng đeo tay, cục sạc và các cái phụ kiện khác nữa. Tuy nhiên thì mình không thấy nó nhiều ở Việt Nam nha các bạn. Có nha các bạn. Rồi phía sau các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có Android 10 Go Edition nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ có nguyên pin là 4000 mAh. Tuy nhiên thì lại chỉ được trang bị cái cục sạc là 5V và 1A tương đương 5W nữa các bạn. Chúng ta sẽ có mở khóa bằng vân tay, khuôn mặt và chipset của nó sẽ là một con chip khá là yếu các bạn. Spectrum SC9832E 4x. Camera trước là 5MP và camera sau là 8MP các bạn. Với hai camera phụ là có độ phân giải VGA để mục đích là chụp xóa phông gì đó. Nhân vật chính của chúng ta thì mình để bên này rồi nha. Bây giờ mình sẽ khui hộp cho bạn xem bên trong. Tiếp theo thì là một cái thương hiệu nó cũng không có quá lạ đối với những bạn nào mà hay mua hàng của Thời Thế Di Động các bạn. Thì nó thường thường bán những cái dòng điện thoại nghe gọi giá rẻ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm những cái dòng điện thoại cảm ứng giá rẻ. Với tầm giá này thì các bạn sẽ có được những cái gì? Rồi, đầu tiên đấy chính là một cái ốp lưng nha các bạn. Ốp lưng thì không phải bằng nhựa silicon thông thường nha. Ốp lưng bằng nhựa cứng hẳn hoi. Đấy. Trong này có sách hướng dẫn sử dụng nữa này. Ốp lưng có sách hướng dẫn sử dụng. Một cái bịch siêu. Chúng ta sẽ có thêm một cái củ sạc. Có nguồn ra như mình nói nha, 5V 1A. Củ sạc này mà sạc cho Mi 4000 thì chắc là chờ hơi lâu các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một cái sợi cáp sạc từ cổng USB-A qua chuẩn micro USB, cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái tai nghe dạng nhét tai đây nữa các bạn. Rất là xịn nha, một cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà gần như là các bạn sẽ có toàn bộ những cái đồ chơi cần thiết. Và máy của chúng ta đâu, máy của chúng ta đây, mình sẽ bỏ hết cái này một bên. Đây là sản phẩm của chúng ta nha các bạn. Thiết kế thì nếu mà mình nhìn sơ sơ các bạn có thể thấy là nó rất là giống mấy con V Smart mấy con V Smart Joy nha các bạn, rất là giống luôn á. Tuy nhiên thì loa nó là ở mặt lưng này. Đấy, một cái điểm mình không thích ở những cái sản phẩm điện thoại là loa mặt lưng nha. Thiết kế thì nó làm cái dạng mà vỏ sần sần nha các bạn, và nó là màu xám đen chứ không là đen hẳn nha. Thiết kế nguyên khối. Rồi phía dưới thì chúng ta sẽ có khu vực cổng sạc, microphone để đàm thoại. Cái bên này chúng ta sẽ có phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, cắm ống tai 100. Hình như máy này không phải nguyên khối các bạn. Để mình xem, ở đây nó có lớp vải để tháo này. Đấy, đầu tiên mình nhìn thì mình cứ tưởng nguyên khối cơ, tại mình không thấy viên pin đâu. Nhưng mà máy tháo được nha. Viên pin là đóng chết trên bo nha các bạn. Đó, viên pin là đóng chết ở trên máy như vậy này. Chúng ta sẽ có hai khay SIM nano và một khay cắm thẻ nhớ micro SD. Mình không rõ là hỗ trợ bao nhiêu nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn có thể gắn được tối đa là khoảng 64GB đấy, cũng được đấy các bạn. Cái này là cái gì đây? Đó. Đóng máy nhìn cũng rất là đẹp. Về cơ bản thì nó là máy nguyên khối nha các bạn, nhưng mà phải tháo cái nắp pin ra để chúng ta gắn SIM. Ở phía trước thì nhà sản xuất cũng rất là ok khi mà gắn sắp màn hình nha các bạn. Đấy, rất là một cái tấm nền giá rẻ, các bạn có thể thấy là cái màu sắc của nó thì hơi nhợt nhạt và độ sáng của nó không được cao cho lắm nha. Phía trước như mình nói là camera 5MP, một dải loa thoại, cằm khá là dày, các viền xung quanh thì tương đối đồng nhất với nhau, nhưng mà cái cằm dưới thì hơi bị dày một tí. Độ sáng thì nó không được cao lắm, màu sắc thì mình thấy cái màu này cũng khá là tươi nhỉ. Nhìn chung là một dòng máy giá rẻ thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Mình sẽ vào bên trong giao diện của máy để xem nó có mượt mà hay không. Hôm nay thì mình sẽ chỉ trên tay nhanh thôi, mình sẽ không có tiến hành test game như các bạn, tại vì một cái dòng máy như vậy thì chắc chắn là không chơi game được đâu. Các bạn mua về thì chẳng hạn như là mình mua cho những người lớn tuổi các bạn, mới bắt đầu học Android, học làm quen với những cái dòng điện thoại cảm ứng. Hoặc là các bạn có thể mua cho những em bé học sinh sinh viên ở nhà học online cũng được. Hoặc là không thì chúng ta có thể mua để làm một cái máy phụ phát wifi hoặc là giải trí cơ bản thì được nha. Thì mình nghĩ chơi game thì chắc là hơi khó. Android 10 hẳn hoi nha các bạn, nhưng mà chỉ chạy trên nền là Go Edition thôi, tức là một cái tùy biến nó được bỏ đi rất là nhiều các cái thành phần chính của cái Android.
là những ứng dụng ở phiên bản Go nha, tức là những ứng dụng ở phiên bản rút gọn thôi các bạn. Nhìn chung thì thiết kế này mình thấy là nó cũng khá là ổn đấy, với mức giá là 2,5 triệu. Thì tất nhiên là chắc chắn là với 2,5 triệu thì các bạn sẽ có thể mua được những cái sản phẩm khác có cấu hình tốt hơn. Tuy nhiên thì đối với mình thì cái sản phẩm này nó là chính hãng, các bạn vẫn sẽ được áp dụng theo như chương trình bảo hành của iCare, hình như là 100 ngày và lỗi là 1 đổi 1 các bạn, thường là như vậy đấy. Mình sẽ bỏ qua chọn đại nha các bạn, Việt Nam. Rồi đây là giao diện nha các bạn. Những cái tấm nền có chất lượng thấp đấy các bạn, đây là độ sáng cao nhất rồi nha, thì nó sẽ bị hở cái sáng ở xung quanh viền này. Về cơ bản thì chúng ta cũng sẽ có đây một số những cái ứng dụng.